đó là dìa tay ra dìa tay ra và chỉ việc dìa tay ở đây để hứng những cái cổ phiếu những cái cổ phần mà bị bán giải chấp mạnh bán vào đây họ đặt ra một cái mức giá ở đó và ở trên kia khi mà bán thu hồi nợ thì cứ bán bằng mọi giá đổ vào đổ vào đổ vào đổ vào đây đổ vào đây là đâu là chính là họ luôn là chính là họ luôn thì cái câu chuyện như vậy nó có thể xảy ra hay không thì thưa với anh chị và các bạn với những cái hiểu biết và những cái tìm hiểu của Thắng ơi thì tôi có thể nói với anh chị và các bạn là có thể xảy ra Mến chào anh chị và các bạn rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với anh chị và các bạn. cảm ơn anh chị các bạn đã luôn đồng hành cùng thắng ơi và luôn để lại những cái cảm nhận của mình để kênh của thắng ơi ngày càng hấp dẫn hơn, chia sẻ nhiều cái thông tin hữu ích hơn. thưa anh chị và các bạn là trong ít ngày gần đây thì thắng có làm một vài cái vlog liên quan đến câu chuyện là đưa ra những cái bí mật, những cái giải thích liên quan tới cái lòng tham trong uh, giao dịch cũng như là nỗi sợ hãi trong giao dịch Trong video ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành thời gian uh, Để chia sẻ, để trao đổi với anh chị và các bạn Về một cái góc nhìn khác trong cái việc là bán giải chấp Hay còn gọi là Khôn Mặc zin Thì ai là người được lợi, ai là người bị hại nhiều nhất Trong những cái thương vụ Khôn Mặc zin Thế anh chị và các bạn là trong tất cả những cái mua bán giao dịch thông thường thì rất không 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 vui với anh chị và các bạn đó lý chính là những cái thương vụ mà khôn mực zin thì thường làm đem đến những cái kết quả không may mắn và đem đến những cái thiệt hại về kinh tế cho anh chị và các bạn. Tuy vậy thì khi mà chúng ta giao dịch ở những cái trạng thái mà bị không chủ động, tức là bị ép bán thì thông thường anh chị và các bạn sẽ ít khi để ý và quay đầu trở lại, tức là ngoánh đầu trở lại, quan sát xem là ai, tổ chức nào là cái đơn vị mua lại những cái thứ chúng ta vừa bán. À, nó khác với các cái hoạt động giao dịch, giao thương thông thường ở ngoài à, cuộc sống, ở các doanh nghiệp, đó chính là chúng ta có hợp đồng mua bán và chúng ta biết được rằng là ai là đơn vị mua, ai là đơn vị bán và rõ nét hơn là chúng ta biết được cái giá bán theo cái đàm phán của chúng ta. Trên thị trường chứng khoán thì khi mà đã là giao dịch theo thị trường thì chúng ta rất khó để có thể có thể gọi là 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 biết chính xác được khi chúng ta bán thì ai đã mua lại cái cổ phần của chúng ta và khi chúng ta mua thì ai là người bán cho chúng ta. Trong những cái giao dịch đầu tư khác ví dụ như đầu tư bất động sản cũng vậy. Uh, khi chúng ta đã bị ngân hàng gọi là đưa vào cái tình trạng tức là thu hồi nợ và thanh lý tài sản bán giải chấp hoặc là đấu giá bán bán tài thanh lý tài sản thì chỉ khi kết thúc cái thương vụ chúng ta mới biết được chính xác ai là người đã mua cái, cái 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 tài sản của mình và cái giá mua cụ thể là khi ngân hàng làm bán thanh lý thì chúng ta mới biết được như vậy là chúng ta sẽ 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 phải đặt ra một cái câu hỏi và uh, trước đến giờ thì tháng ơi giao dịch trên thị trường tài chính thì cũng không mấy khi đặt ra những cái câu hỏi hay là đi tìm kiếm xem ai là người uh, đã mua lại cái 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 cổ phần khi mà chúng ta bị bán mặc sale tức là khôn mặc, khôn zin bán uh, sale off khi thị trường xấu và thiệt hại khá là lớn. Nhưng gần đây thì uh, có nhiều thời gian hơn cũng như là có những cái khoảng thời gian rảnh để ngồi suy nghĩ thêm về những cái vấn đề hiện đang diễn ra, đặc biệt là đang diễn ra trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản thì chúng ta mới thấy được rằng là tưởng chừng như mọi chuyện nó là ngẫu nhiên nhưng thực tế thì nó không ngẫu nhiên như chúng ta thường hay nghĩ. Khi chúng ta tưởng rằng là mọi thứ bán mua trên thị trường là ở một cái góc độ nào đó thì nó mang tính thị trường. Nhưng mà trong những thời điểm vì tôi lấy ví dụ như cách đây khoảng tầm 2 hoặc 3 phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán mà thị trường đã cướp đi vốn hóa thị trường đâu đó khoảng tầm 2 phiên, mỗi phiên là một phiên là 10 10 10 tỷ đô với một phiên là 5 tỷ đô, tức là tương đương với hai phiên thì cướp đi vốn hóa của thị trường 300.000 tỷ Việt Nam đồng. Hiện tại những cái phiên giảm điểm sâu như vậy có những thời điểm giảm tới 45 50 điểm thì phần lớn các nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư gọi là bán chuyên và những người không chuyên nghiệp thì chắc chắn là cái tính lo ngại về thị trường sẽ không dám mở mua, không dám mở mua. Không dám gọi là đứng ra mua những cái 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 cổ phần cổ phiếu mà tại cái thời điểm bán, phục sale. Tất nhiên là không phải là tất cả, cũng có một số anh em trong giới đầu tư, tôi lấy ví dụ như trong cái buổi hôm đó thì tôi có trực tiếp có động viên anh chị và các bạn bằng rất nhiều những status tích cực và cũng đưa ra một cái video liên quan đến cái việc là đưa cái thông tin tích cực về việc là ngân hàng sẽ chạy đua trong cái câu chuyện đó chính là hạ lãi suất thì tín hiệu là ngân hàng trung ương Trung Quốc phát đi thì lúc đó thì cũng 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 khá khá là nhiều nhưng không phải là 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 chiếm một cái tỷ lệ lớn trong những người dám mở mua. Còn lại thì cái khối lượng giao dịch lớn, giao dịch lớn mua ở vùng giá đáy thì thưa với anh chị và các bạn ở đây nó nếu như theo quan sát và những cái phân tích cũng như những cái kinh nghiệm giao dịch nhiều năm đầu tư trên thị trường tài chính thì tôi thấy được rằng là mọi chuyện nó đều có cái nguyên do và nó đã gần như đã được sắp đặt trước. Hay sao lại là như vậy? Thì thưa với anh chị và các bạn như thế này. à uh, trong một cái trận bóng đá anh chị và các bạn thấy được rằng là vừa đá bóng mà vừa thổi còi thì thực sự là cái sự chủ động trong cái 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 giành thắng thua nó rất là cao. Thì khi mà các cái doanh nghiệp các cái các cái ngân hàng gọi là thương mại nếu như có cho anh chị và các bạn vay vay tiền đến những cái thời điểm như cái thời điểm mà gọi là giảm sâu cách đây vài phiên hoặc là có thể trong thời gian sắp tới với những cái bất ổn hiện nay thì cũng có thể có những phiên giảm sâu như thế thì ngân hàng thương mại là là cái đơn vị là sẽ gọi là bán ra để thu hồi nợ, kể cả tài sản chứng khoán cũng như là tài khoản bất động sản năm 2012, năm 2013 thì chúng ta thấy có nhiều cái thương vụ gọi là bán 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 đấu giá thanh lý tài sản để thu hồi nợ của ngân hàng hệ thống ngân hàng. Thì không phải ai cũng có thể tham gia đấu giá được và uh, cái câu chuyện của bất động sản thì nó còn ly kỳ hơn rất nhiều. Nhưng trong cái phạm vi uh, của video này thì chúng tôi chỉ nói chuyên về chứng khoán. Đây là một trong những lĩnh vực chúng tôi chuyên. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy là giữa cái đơn vị vay và cái đơn vị tự doanh nó 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 không có sự tách bạch đây cũng là lý do mà trên thế giới thì các ngân hàng người ta yêu cầu là ngân hàng đầu tư phải tách bạch ra hẳn so với ngân hàng thương mại tức là cái dịch vụ cho vay và cái dịch vụ đầu tư nó phải được gọi là tách bạch ra để tránh cái trường hợp mâu thuẫn về lợi ích mâu thuẫn về lợi ích thì hiện nay thì nó có một cái điều khá là bất cập đó chính là các cái phòng tự doanh các cái đơn vị tự doanh các cái công ty chứng khoán hoặc là một số các cái đơn vị liên quan đến ngân hàng đầu tư các quỹ đầu tư thì không chắc chắn về cái câu chuyện tách bạch thông tin do đó thì cái thông tin mà gọi là khôn mực zin hoặc là cắt mực zin hoặc là bán giải chấp để thu hồi nợ hoàn toàn có thể bị lộ hoặc là có thể gọi là uh, các cái phòng ban liên quan đến tự doanh uh, sẽ nắm được. Vậy nếu như trong trường hợp chúng ta đặt ra một câu hỏi là nếu như họ biết thông tin, họ nắm thông tin, thì tận dụng cái tình hình tâm lý yếu của thị trường, uh, họ sẽ có một số các cái giải pháp liên quan đến câu chuyện mà chúng tôi thấy được rằng nó sẽ là câu chuyện đó là dìa tay ra dìa tay ra và chỉ việc dìa tay ở đây để hứng những cái cổ phiếu những cái cổ phần mà bị bán giải chấp mạnh bán vào đây họ đặt ra một cái mức giá ở đó và ở trên kia khi mà bán thu hồi nợ thì cứ bán bằng mọi giá đổ vào đổ vào đổ vào đổ vào đây đổ vào đây là đâu là chính là họ luôn là chính là họ luôn thì cái câu chuyện như vậy nó có thể xảy ra hay không thì thưa với anh chị và các bạn với những cái hiểu biết và những cái tìm hiểu của Thắng ơi thì tôi có thể nói với anh chị và các bạn là có thể xảy ra. Và chỉ có như vậy thì mới biết và mới chủ động trong cái câu chuyện đó là khi khối lượng giao dịch tại những thời điểm đó nó sẽ cao và có đơn vị chủ động mua. Người ta sẽ lập luận với tôi rằng là đơn vị tạo lập thì cần phải có những cái thời điểm phải đứng ra để tạo lập thị trường ok đồng ý với những câu chuyện tạo lập với những câu chuyện bình ổn giá thì điều đó là điều cần thiết nhưng với những cái câu chuyện theo hướng gọi là đục nước béo cò đục nước béo cò thà nước, gọi là thừa nước đục thả câu thì nó sẽ dẫn đến những cái thiệt hại và theo à, tôi có một lần được tham gia một cái hội thảo lớn của ngành tài chính và rất nhớ một câu nói của sói già phố vua Việt Nam được mệnh danh là sói già phố vua Việt Nam ông Nguyễn Dư Hưng. Ông nói một một ý mà tôi thấy khá là thú vị, đó chính là chia sẻ lợi ích trên thị trường tài chính thực sự là chưa công bằng. Chính vì cái việc chưa công bằng nên cái sự phát triển mạnh về thị trường tài chính nó không được được được, được mạnh là các nhà đầu tư cá nhân thì 99,9% tham gia đầu tư tài chính đều thiệt hại. À, vậy thì đơn vị nào là là là, là 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 Bởi vì có người thiệt hại thì phải có cái đơn vị thu cái hoa lợi từ cái thiệt hại đó thì chắc chắn là nó hàm chứa trong cái câu nói đó là chia sẻ lợi ích không đều. Chia sẻ lợi ích không đều. Những cái lợi ích mà doanh nghiệp làm được à, Tưởng chừng như là chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đủ kỹ năng để phân tích và hướng được cái hoa lợi từ những cái hoạt động tích cực của các doanh nghiệp nhưng trên thực tế thì không phải như vậy trên thực tế thì không phải như vậy mà bằng cách này hay cách khác bằng cái phương pháp này hay phương pháp khác bằng cái cách là truyền thông media bằng cách là xử lý thông tin trên cái câu chuyện là nắm những cái thông tin data của khách hàng rồi biết được cái thời điểm nào là thời điểm sẽ Uh, SEO khôn tức là bán giải chấp và bán giải chấp cái gì, giá bán sẽ như thế nào thì cái này thì cơ sở dữ liệu đều có thể nắm được, đều có thể biết được và từ đó thì các tổ chức lớn và đặc biệt là những cái 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 doanh nghiệp mà hiện nay đang thiếu cái sự tách bạch giữa phòng tự doanh những cái đơn vị kinh doanh mang tính đầu tư cũng giống như các nhà đầu tư cá nhân lại không tách bạch được với các cái đơn vị dịch vụ, các cái đơn vị cho vay giống như là giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư không có sự tách bạch thì nó sẽ dẫn đến những cái cơ chế gọi là ép xuống, thản gọi là là, là 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 ép, ép xuống để mua được giá thấp để uh, dành cái 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 quyền lợi tức là giành giật cái quyền lợi của các cái nhà đầu tư khác và người những người những nhà đầu tư bị thiệt hại ngắn hạn sẽ là những người gọi là mất mát. Còn những người mà chủ động trong những cái câu chuyện nắm được thông tin, biết được những vấn đề uh, trước thì đó sẽ là đơn vị hướng lợi ích nhiều hơn. Uh, từ đó nó dẫn đến câu chuyện là lợi ích không được chia sẻ đều, lợi ích không được chia sẻ đều. Điều thứ hai nữa mà chúng tôi muốn nói tới đó là khi mà nước đục thả câu hoặc là đục nước thì béo cỏ thì con cò nó chỉ có việc là ngồi dơ tay ra thôi hoặc là chỉ chờ cho con cá bị đục nước thì nổi lên là cò nó sơi thôi người ta gọi là ốc mò cò sơi là ở chỗ là khi những nhà đầu tư cá nhân rất vất vả trong cái câu chuyện gọi là tìm kiếm cái lợi nhuận trong một khoảng thời gian trước đó rất khó khăn để có thể có một cái biên lợi nhuận nhỏ nhỏ nhưng khi mà có một cái một cái thông tin bất lợi tiêu cực nào đó thì nó sẽ tác động và sử dụng một số các biện pháp để tác động vào uh, cái hành vi và những cái nhóm hành vi cũng như là dùng các cái biện pháp kỹ thuật mà khi ký các cái hợp đồng vay vay mượn thì rất ít anh chị và các bạn đọc uh, thì họ sẽ sử dụng để 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 có thể là 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 thừa nước đục béo câu thả câu là như vậy những cái chia sẻ của chúng tôi thì nó, nó 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 nặng về cái câu chuyện đó là kinh nghiệm nó đó thì cái sắp đặt về câu từ thì nó cũng không chưa được gọi là logic cho lắm. Vì vậy thì có thể anh chị và các bạn cũng sẽ uh, xem đi xem lại cũng hoặc là có thể là cũng 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 phải suy nghĩ thêm về những cái thứ chúng tôi chia sẻ để có thể nhìn nhận được những cái vấn đề uh, mà anh chị và các bạn đang và có thể sẽ mắc phải khi mà không phải sử dụng cái đồng tiền uh, gọi là đồng tiền thực của mình sử dụng các cái uh, vay nợ để giao dịch trên thị trường chứng khoán thì dễ rất dễ gặp phải những cái tình trạng gọi là mất mát và cũng đây cũng là cái để giải thích uh, lý do tại sao có những cái phiên gọi là bán mạnh hoặc là có những phiên giảm sâu bất thường của thị trường chứng khoán nguyên nhân từ đâu và ai được lợi hy vọng rằng là những cái thông tin trong cái giới hạn của một cái vlog 15 phút thì đem lại những cái hữu ích cho anh chị và các bạn. đừng quên là luôn luôn đồng hành cùng với thắng ơi. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã đăng ký kênh, theo dõi video này và để lại những cảm nhận của mình ở dưới video giúp là cái động lực cho thắng tiếp tục đưa ra những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm của cảm của cá nhân của như cũng như là những cái tham khảo ở những các nguồn tài liệu khác giúp ích quý anh chị và các bạn trong quá trình tham gia đầu tư kinh doanh trên thị trường chứng khoán bất động sản và các hoạt động kinh doanh khác. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.